Rồi, em xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đến với kênh Đất Đắk Nông của em nha. Hôm nay em xin giới thiệu cho các một mảnh đất là sổ đỏ là 3 hecta nha. Còn ngoài là gần 4 hecta các bác nha. Mảnh đất này thì rất đẹp các bạn. Đây, bây giờ em quay cho các bác coi đây. Mảnh đất này có một con suối này trước mặt nhà các bác này. Đường này này chạy ra trung tâm xã Đắc Xin khoảng tầm 2 chợ rồi các thứ này có tầm 2 km nha bác nha. Và cuối năm nay là người ta sẽ đổ bê tông này. Đó, người ta làm đổ bê tông và ngoài kia người ta rào chắn để đổ bê tông các bạn. Đây, mặt đường này của mình có được tầm được hơn 100 mét các bạn. Đấy, thẳng lên đây này, đi vô đi thông này, đi thông xã này, xã kia, đi đường này các bạn. Đây, mặt đường của bác này, em răn là bác này là từ đấy cái hàng cây này này tới hàng cao su các bạn. Đó, tới cao su đó, lên cao su kia, đi thẳng lên, đấy, vòng 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 đó. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bạn coi nhá. Đây, mặt đất này thì có một cái suối, view suối đây. Suối trước mặt nhà này. Đó, suối trước mặt nhà các bác này. Đó. Đây, chạy theo cái con suối này và chân của mặt đất này là đấy. Theo cái bờ suối này các bác này. Đó, theo bờ suối này, theo cái bụi cây đó, trên thẳng bên kia. Đó, có cái nhà. Trên mặt đất này thì có một cái nhà mới xây khoảng cỡ mấy trăm triệu các bác. Đây các bác coi này. Đó. Có 2-3 cái ao. Đây, trên đất thì đã trồng được 2.000 hơn 2.000 cái cà phê. Và em nói luôn địa chỉ mảnh đất này nhá. Mảnh đất này tôi thuộc xã Đắc Xin, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông các bác nha. Này, ao hồ đầy đủ. Đây, phong cảnh rất đẹp luôn. Đã trồng một số hoa, cây cảnh này các bạn. Ngôi nhà này thì vừa mới xây. Chưa ở. Bác nào mà chỉ việc mua phát là có cái nhà ở luôn. Rất là tuyệt cho các bác nào ở xa mà nên mua mảnh đất này canh tác vợ lâu dài luôn các bạn. Đây, nhà cửa rất khang trang, sạch sẽ các bạn. Đây, cạnh bên đây là một con ao, một dòng suối luôn các bạn. Nhà thì mới toanh, chưa ấy gì hết, chưa ở luôn các bạn. Đây, bây giờ em sẽ quay toàn bộ khu vườn cho các bác coi nhá. Điện đóm đầy đủ nhá. Đây các bác, đây ao hồ đây. Mặt đất này thì thích hợp cho các bác nào mà làm nghỉ dưỡng này, rồi trồng cây ăn trái. Mảnh đất này nó có 3 cái ao, 3-4 cái ao các bạn. Trên đất thì bác chủ nhà đã, nhưng đa số là canh tác cà phê. Ngoài cà phê ra thì bác chủ nhà có trồng thêm được một số cây trái như là mít thái, sầu riêng đang còn nhỏ. Đây. Đất đây các bạn. Đây, cái đường thì con thấy các bạn. 3 hecta trong sổ đỏ. Ngoài bác tăng sổ đỏ này thì bác nhà đó có khoảng hơn gần 1 hecta đấy là đất ở sinh này, chưa giao sổ các bác nhé. Đó, mảnh đất này đa số là cà phê, rất đẹp các bạn. Và em cũng nói luôn cái giá nhá của mảnh đất này nhá. Mảnh đất này thì bác chủ nhà đang nói cái giá là 2 tỷ ấy, thì 2 tỷ ấy, thì mình thu cà phê. Còn nếu mà để bác chủ nhà thu ấy, là 1 tỷ 8 các bác nhá. Bây giờ em sẽ quay cà phê trong vườn cho các coi. Mảnh đất này thì các bác nào mà yêu thích trái cây ấy, thì có thể trồng sen được. Tại vì cà phê này, cà phê tơ này mới được có 3-4 năm. 3-4 năm thôi các bạn. Đây, cà phê giống mới này. Bác chủ nhà nói là nếu mà các bác mà mua được mà các bác thu cà phê ấy, thì bác chủ nhà là 2 tỷ đồng. Còn nếu mà để cho bác chủ nhà thu ấy, là giá 1 tỷ 8 cho 3 hecta này trong sổ đỏ này. Và ngoài ra thì còn khoảng gần 1 hecta sổ.
còn một gần héc nữa là chưa giao sổ, nào ở dưới ao hồ kia, cái nhà vừa rồi các bác đó. Nếu các bác mà thấy mảnh đất này phù hợp với mình ấy thì cứ nên lại trực tiếp qua số điện thoại của em 0866143839 để em dẫn các bác đi coi mảnh đất này nhá. Mảnh đất này các bác này, cà phê rất tơ luôn này. Cà phê tơ này, đất không dốc này, có thể đất triền này, đẹp này đó. Dưới thì có một cái nhà kho, một cái nhà mới toanh, bắt nhà mới xây chưa ở luôn, chưa ở luôn các bạn, mới xây và chưa ở luôn đây các bạn coi đi. Rất đẹp luôn các bạn. Vô trong đây, vô trong cái đường ném chỉ ấy, thì dân cư rất đông, còn ra đường này này, ra trung tâm mũi xã Đắc Xin ấy, thì đưa vào 2 km thì ra ngoài đây một khoảng cỡ mấy trăm mét thôi. Bên kia đó, có nhà đấy, có nhà cửa người ta ở sát sát luôn. Mảnh đất này thì cuối năm nay thì sẽ đổ bê tông đi qua đất mình ạ, và mình sẽ được hơn 100 mét đường bê tông, mặt tiền bê tông các bạn. Đây, hai nhà còn như nhà kho, nhà cũ đây. Bác xây chủ nhà là xây một cái nhà chưa ấy. Nếu mà các bác mà không thu được ở xa, không thu được ấy, thì bác chủ nhà thu năm nay ấy, thì cái giá là có 1,8 tỷ thôi các bác nhá, có 1,8 tỷ thôi. Em thấy mảnh đất này thì có một cái nhà rồi, chỉ việc các bác nào ở xa thì không phải lo lắng gì hết ấy. Nhà mới xây luôn, điện đóm đầy đủ luôn, có cả bồn tắm nóng lạnh đấy, các thứ luôn đấy các bác. Các bác mà thấy mảnh đất này phù hợp với mình thì cứ alo cho em. Mảnh đất này thì cách thành phố Hồ Chí Minh nó tới vào 190 cây thôi các bác nhé, hoặc 200 cây thôi. Đó. Đây cái nhà thứ hai của bác này, chủ nhà. Còn đây là chuồng trại, ao, ao cá, các thứ đầy đủ các bác. Các bác mà thấy cảm thấy ok thì cứ trực tiếp với em, và nhớ ủng hộ và đăng ký kênh cho em nhé, để lần sau em có động lực để ra vài clip đẹp cho các bác coi nhé. Ao hồ này còn rấy rờ rất đẹp các bạn. Mặt đất này thích hợp cho các bác nào mà nên nghỉ dưỡng, tại vì khí hậu đây còn nằm mát mẻ các bạn. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Giờ em sẽ quay lại cái nhà một tí cho các bác coi. Cái nhà thì mới xây xong các bạn. Cái nhà này chắc xây cũng cỡ tầm 300-400 triệu gì các bạn. Đây, ngoài đây đằng sau đằng trước đây có một cái khung cảnh rất chi là đẹp luôn các bạn. Có cả cao su trên kia đúng không anh? Chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nha. Nhà rất chi là đẹp khang trang các bạn.